Sức khỏe hạnh phúc xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong video của ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn những cái lợi ích cực kỳ tuyệt vời từ cây dâu tằm mà từ xưa đến nay chúng ta ít biết đến. Thì dâu tằm từ lâu đã được dân ta mệnh danh là cây tiên dược, có thể chữa được rất nhiều bệnh và cực tốt cho sức khỏe. Dâu tằm, một loại cây vô cùng thân thuộc trong đời sống người Việt Nam chúng ta. Dâu tằm gắn liền với cái nghề dệt lụa và lụa tơ tằm đã trở thành một cái nét đặc trưng truyền thống của dân tộc Việt Nam. Không chỉ làm cái nguyên liệu cho nghề lụa, các bộ phận của cây dâu tằm còn có một cái vị thuốc quý, nhất là quả dâu tằm là một vị thuốc nam bổ dưỡng tốt cho sức khỏe, đặc biệt là sinh lý của nam giới. Nhiều người thường ví von là dâu tằm chính là thứ tiên dược trời ban cho con người bởi những cái tác dụng là chữa bệnh kỳ diệu của mình. Cây dâu tằm nó còn có một cái tên gọi khác là cây mạnh môn, cây dâu cang, cây tầm tang. Cây thuộc họ thân gỗ, dâu tằm là loại cây gỗ lớn có chiều cao lên đến 15 mét, thân màu nâu hoặc vàng vàng, lá có gốc hình tim, chóp lá có thế tù hoặc hơi nhọn, có răng cưa với các răng hình tam giác tù, khía rộng mọc choa le lẫn nhau, hoa cùng gốc hoặc khác gốc, trong đó hoa cái thường thành bông đuôi sóc, hơi dài hơn rộng nhưng không quá 2 cm, quả thì có màu trắng hay là hồng, mọng nước khi chín có màu đen, tím. Tất cả các bộ phận của cây đều có thể dùng làm thuốc từ lá, hoa, quả, gốc, rễ, vỏ cho đến những tổ bọ ngựa cây tầm gửi ký sinh trên cây. Trong quả dâu tằm có nước 87,71%, đường 9,19%, axit 8%, protein 0,36%, tannin, vitamin C, caroten. Để trong đường thì có glucosa, fructosa. Trong axit có axit malic, axit sulfuric. Một số tài liệu Trung Quốc cho biết cứ 100 g quả dâu có 1,6 g albumin, 0,4 g chất béo, 9,6 g chất đường, 20 mg caroten, 30 mg canxi và 33 mg phosphor, 0,3 mg sắt. Và sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu những lợi ích tuyệt vời của dâu tằm. Theo đông y thì dâu tằm có thể chế biến thành nhiều món ăn, bài thuốc mang lại cái lợi ích cho sức khỏe. Thì công dụng nổi bật nhất của quả dâu tằm là chữa mất ngủ, chống bạc tóc, chữa ho, tốt cho khớp xương, thông huyết khí, giúp da dẻ hồng hào. Cái tác dụng thứ nhất là hỗ trợ điều trị mất ngủ. Lá dâu tằm với cái đặc điểm nổi bật đó là có vị ngọt, tính hàn, hơi đắng, khi sử dụng giúp thanh lọc gan và giải nhiệt cơ thể rất hiệu quả. Bên cạnh đó, tác dụng tuyệt vời của loài lá này còn được đông y phát hiện đó là trừ phong, sáng mắt, thanh lọc phổi, thông khí huyết. Đặc biệt lá dâu tằm còn mang đến cái công dụng là chữa chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi, giúp thư giãn thần kinh vô cùng tốt. Do vậy, khi cơ thể thoải mái và hệ thần kinh được thư giãn sẽ giúp bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn, đồng thời là chất lượng giấc ngủ cũng được cải thiện hơn. Không những thế, lá dâu tằm khô còn có tính bổ huyết, mang lại tác dụng sản sinh ra cái dịch vị nhuận tràng. Nhờ đó mà bệnh mất ngủ của bạn sẽ được hỗ trợ điều trị một cách hiệu quả, an toàn và dài lâu. Vì vậy mà đây cũng chính là cái lý do vì sao mà lá dâu tằm chữa mất ngủ lại được nhiều người sử dụng và mang lại được cái kết quả hài lòng như vậy. Cái tác dụng thứ hai đấy là cai sữa. Theo kinh nghiệm dân gian, uống nước lá dâu tằm hàng ngày cũng là một trong những cái nguyên nhân khiến mẹ bị mất sữa. Bên cạnh đó, một số người còn có thể bị mất sữa nếu chạm vào cành cây dâu tằm. Do đó mà các mẹ có thể áp dụng cái bài thuốc tiêu sữa hoàn toàn bằng lá dâu tằm. Dùng một nắm lá dâu tằm xào thơm, hạ thổ, sắc lên nước uống, giúp tiêu hết sữa triệt để, hoặc mẹ bầu có thể đun lá dâu tươi lên và uống thay nước hàng ngày. Cái tác dụng thứ ba đấy là hỗ trợ tiêu hóa. Giống như hầu hết các loài cây rau và quả khác thì dâu tằm có chứa chất xơ hòa tan, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu hàng ngày của bạn chỉ trong một lần ăn. Tác dụng thứ tư là giúp tim khỏe mạnh. Cái chất xơ hòa tan có thể giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa bằng cách là tăng cái tốc độ di chuyển thức ăn thông qua đường tiêu hóa, đồng thời là giảm cái hiện tượng táo bón, đầy bụng và chuột rút. Hơn nữa, chất xơ còn giúp điều chỉnh mức cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Và cái tác dụng thứ năm đấy là kiểm soát đường huyết. Một chất chống oxy hóa khác được tìm thấy trong quả dâu tằm là flavonoid.
được chứng minh có tác dụng điều chỉnh sự tăng giảm cái lượng đường trong cơ thể. Bên cạnh đó thì quả dâu tằm còn chứa các cái thành phần hữu ích khác có tác dụng giúp kiểm soát mức đường huyết ở những cái bệnh nhân tiểu đường. Tác dụng thứ sáu là làm đẹp tóc, trị tóc bạc, tóc rụng. Quả dâu ngoài chứa một cái lượng lớn các cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể thì còn chứa chất hỗ trợ giúp tóc đen và bóng. Khi bị tóc rụng nhiều, bạn có thể hái lá dâu tằm nấu với nước bồ kết để gội đầu. Áp dụng phương pháp này nhiều lần bạn sẽ thấy hiệu quả mà nó mang lại. Bên cạnh đó thì bạn có thể lấy trái dâu tằm đã chín đen, một ít hà thủ ô đem ngâm với rượu uống sẽ giúp tóc có màu đen óng, lâu bạc. Và cái thứ bảy là tăng cường hệ thống miễn dịch. Vitamin C là một cái vũ khí phòng thủ mạnh mẽ chống lại bất kỳ cái bệnh tật hoặc là các cái mầm bệnh ngoại lai trong cơ thể mà các cái chất chống oxy hóa khác không làm được. Đấy, trong khi một cái khẩu phần nhỏ dâu tằm cũng đáp ứng gần như là toàn bộ cái nhu cầu vitamin C trong ngày, giúp bạn có một viên vũ khí mạnh để chống lại bệnh tật. Và tác dụng thứ 8 là ngăn ngừa lão hóa sớm. Dâu tằm có chứa rất nhiều vitamin A, C, E cùng với các cái thành phần carotenoid như là lutein, beta carotene, zeaxanthin và alpha carotene. Tất cả các yếu tố này hoạt động như chất chống oxy hóa, đặc biệt có tác động tích cực đến da, mô, tóc và các cái vùng khác của cơ thể. Nơi các cái gốc tự do tấn công, dâu tằm có thể giúp giữ cho làn da mịn màng, giảm sự xuất hiện của các cái đốm đen, nám, đồng thời giữ cho tóc bóng và khỏe mạnh bằng cách là ngăn ngừa các cái hoạt động oxy hóa của các cái gốc tự do. Thứ 9 là phòng chống ung thư. Với cái hàm lượng cao anthocyanin, vitamin C, vitamin A, các hợp chất polyphenol và phytonutrient, dâu tằm là trái cây hoàn hảo với cái khả năng chống oxy hóa, giúp chống lại các cái gốc tự do có hại phá hủy các cái tế bào khỏe mạnh, khiến chúng biến thành những cái tế bào ung thư. Nhiều chất chống oxy hóa được tìm thấy trong dâu tằm có thể vô hiệu hóa các cái gốc tự do này một cách nhanh chóng, ngăn ngừa cái hình thành các cái tế bào ung thư. Lưu ý là dâu tằm không chỉ là một cái loại quả ăn ngon, có nhiều tác dụng với sức khỏe mà nước dâu ngâm cũng là một cái vị thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên thì vì dâu thuộc tính hàn nên không dùng đối với các cái bệnh nhân như là sôi bụng, ỉa chảy. Mặt khác thì dâu kỵ với kim loại nên là khi nấu nướng dâu phải sử dụng nồi tráng nguyên hoặc là nồi đất. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là những cái lợi ích cực kỳ tuyệt vời từ cái dâu tằm mà từ trước đến nay chúng ta có thể là chúng ta không để ý đến. Và cũng rất mong rằng với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị và các bạn được nhiều những kiến thức bổ ích hơn trong việc mà chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình của mình. Cuối cùng xin chúc các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.